Đến bao giờ nhân loại mới có được một kiệt tác thứ hai như vậy? Đó là những gì nảy ra trong đầu mình sau khi đọc Dune của tác giả Frank Herbert. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Kinh thành sci-fi, nền móng của những huyền thoại, có lẽ là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc về Dune. Nhờ xây dựng một thế giới viễn tưởng quy mô vũ trụ với hình thái xã hội tuân thủ chặt chẽ các yếu tố chính trị, tôn giáo, an ninh quốc phòng, Frank Herbert đã biến Dune trở thành tác phẩm của mọi thời đại. Đi sâu vào đó là hàng loạt các chi tiết siêu thực đến khó tin, tưởng chừng như tác giả đã từng sống trong cuốn tiểu thuyết này vậy. Trước thềm công chiếu Dune Part 2 của đạo diễn Denis Villeneuve, hãy cùng Way to Weird khám phá đặc tính sinh học của loài sinh vật nắm vai trò xương sống đối với cả một đế chế, sandworm hay sâu cát. Và giờ thì cùng bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Bối cảnh chính yếu của Dune là Arrakis, hành tinh ngập cát chịu trách nhiệm cung cấp Spymoland hay hương dược. Đây là nguồn tài nguyên thiết yếu bậc nhất trong vũ trụ của Dune, chỉ có thể được khai thác ở Arrakis từ sản phẩm sinh học của một loài sinh vật duy nhất, ấu trùng sâu cát, Sandchild. Nhưng tại sao sâu cát có thể sinh trưởng trong một môi trường sống khắc nghiệt như vậy? Nguồn cung thức ăn của chúng đến từ đâu? Và điều gì đã giúp sâu cát có thể chi phối hệ thống chính trị của đế chế thiên hà? Đầu tiên, nói sơ lược một chút về đặc điểm vật lý của sâu cát. Chúng được mô tả với cơ thể khổng lồ, lên tới hơn 400m. Trong phim, có thể thấy phần miệng của sâu cát khá rộng, ước lượng đường kính rơi vào 80m. Tương xứng với khối lượng cơ thể như vậy, chắc hẳn sâu cát sẽ cần khẩu phần ăn rất lớn của một kẻ săn mồi ăn thịt. Tuy nhiên, chế độ ăn của chúng chỉ bao gồm các sinh vật phù du, kích thước nhỏ lẫn trong cát, hay thường được gọi là sand plankton. Cách sâu cát kiếm ăn cũng vô cùng đơn giản. Hãy tưởng tượng sa mạc trên Arrakis là một đại dương cát và sâu cát là những con cá voi sống trong đại dương đó. Khi kiếm ăn, chúng sẽ hút một lượng cát vào khoang miệng, đồng thời lọc ra những con sand plankton lẫn trong cát. Dựa vào đó, thực chất sâu cát là một sinh vật khá lành, lành ít dữ nhiều. Những con sâu cát trong phim dưới con mắt chúng ta như một kẻ săn mồi cỡ khủng, rình rập dưới bề mặt Arrakis, sẵn sàng nuốt sống con người, sinh vật hay bất cứ công trình nào trên mặt cát. Với kích thước cơ thể như vậy, sâu cát là loài động vật có tính lãnh thổ cao. Ngay phân cảnh đầu tiên xuất hiện trong Dune, nó đã hút trọn một mái thu hoạch hương dược, suýt lấy mạng luôn cả nhân vật chính Paul Atreides. Nguy hiểm như vậy, nhưng phải đính chính, sandworm không ăn thịt người, thậm chí con người còn là độc dược đối với chúng. Cơ thể người chứa tới 60% là nước, đây chính là nguyên tố phá vỡ hệ thống trao đổi chất của chúng. Nếu đạt tới số lượng cực đại, nước hoàn toàn có thể tàn phá cơ quan nội tạng và giết chết sâu cát. Thế nên chúng chẳng dại ăn thịt người làm gì, cùng lắm sâu cát chỉ ăn các sinh vật sa mạc bản địa có hàm lượng nước đủ thấp. Tuy nhiên, tại sao Liet Kynes và đám lính sau Dakar vẫn bị sâu cát nuốt chừng, hay tại sao Paul vẫn bị nó truy đuổi, chúng có chủ động săn họ không? Câu trả lời là không. Trước khi bị sâu cát nuốt trọn cùng ba tên tay sai hoàng đế, Kynes đã dùng tay dậm mạnh lên cát, tạo ra rung động trong môi trường vật chất này để gọi chúa công của cô lên, Sai-Hulud, hay chính là sâu cát. Sandworm bị đánh thức và thu hút bởi các rung động như vậy. Đặc tính này trong tiểu thuyết được giải thích thông qua nguyên lý hoạt động của chiếc dùi gọi sâu cát, Tumber, một cây cọc dài khoảng 1m, đầu nhọn bên dưới cắm xuống cát, đầu bên trên có một bộ gõ kéo bằng lò xo. Khi được kích hoạt, bộ gõ sẽ liên tục truyền dao động theo tần số nhất định xuống lòng cát. Thiết bị này vận hành dựa trên tập tính săn mồi bằng cách cảm nhận rung động mặt cát của sandworm, chỉ bị thu hút bởi các dao động lặp lại có tần số nhất định. Đó cũng chính là nguyên nhân người Fremen buộc phải đi bộ trên mặt cát theo phương pháp tuân thủ chuyển động tự do của cát, loại bỏ triệt để dáng đi nhịp nhàng để tạo rung động trái ngược với Tumber tạo ra. Vì thế khi con người đi lại trên cát theo cách thông thường đã tạo ra những dao động mô phỏng chuyển động giống con mồi của sâu cát, khiến họ vô tình bị chúng săn đuổi. Ngoài ra, việc con người xuất hiện trong phạm vi săn mồi của sâu cát cũng khiến họ bị hút vào miệng của chúng theo khối lượng cát khổng lồ cùng với những sinh vật khác hay ngay cả ấu trùng sâu cát Sandchild. Tiếp theo, sandworm có ăn hương dược không? Vẫn là không. Nhóm thức ăn chính của chúng, sand plankton, sẽ ăn các vết tích tinh thể hương dược vương vãi trong cát. Điều này gián tiếp khiến sâu cát bị thu hút bởi hương dược, nhưng thực chất chúng chỉ săn tìm sinh vật phù du. Quá trình tiêu hóa của sâu cát sẽ đào thải ra oxy, vậy nên sinh vật này cũng đảm nhận vai trò cung cấp dưỡng khí cho Arrakis trong điều kiện hành tinh không hề có thảm thực vật hay hệ thống sông ngòi đại dương nào. Nhờ đó, con người và một vài loài động vật thiểu số khác vẫn có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của Arrakis. Bên cạnh đó, việc sâu cát hấp thụ những sinh vật nhỏ ăn vết tích hương dược cũng duy trì tuần hoàn hóa học của hành tinh được vận hành suôn sẻ. Tuy nhiên, vai trò thiết yếu nhất của sandworm với Arrakis nói riêng và nhân loại nói chung lại là khả năng sản sinh hương dược không thể thay thế. Nhưng những con sâu cát lại không chịu trách nhiệm cung cấp tài nguyên này mà phụ thuộc vào ấu trùng của chúng, Sandchild. Quá trình bài tiết của Sandchild sinh ra một loại chất thải mà khi gặp độ ẩm, chất này sẽ chuyển hóa thành dạng tiền chất spike, đồng thời tạo điều kiện phát triển cho một loại nấm có khả năng sản sinh khí ga. Tới một thời điểm cực đại, lượng khí ga sẽ phát nổ, tiền chất spike theo đó được giải phóng lên bề mặt cát. Tuy vậy, hệ quả của vụ nổ là hàng triệu ấu trùng bị giết chết, những con Sandchild còn sống sẽ rơi vào phản ứng sang chấn và cuộn mình lại để bắt đầu trạng thái bán ngủ đông trong 6 năm. Sau giai đoạn đó, ấu trùng sẽ chuyển sang dạng sâu cát trưởng thành với độ dài trên dưới 9m.
Trong chu kỳ sống này, sâu cát sẽ gián tiếp phân bổ cũng như hòa trộn tiền chất spike lên bề mặt sa mạc trong lúc chúng hút cát kiếm ăn. Khi tiền chất tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hương dược thành phẩm sẽ được kết tinh để con người khai thác. Giữ trọng trách lớn lao là vậy, tuy nhiên sand trout cũng là nguyên nhân biến đổi Arrakis trở thành đại sa mạc khô cằn. Đã từng có một Arrakis màu mỡ với hệ thống thực vật dồi dào ngập tràn sức sống trước khi dạng ấu trùng của sâu cát xuất hiện. Vốn là sinh vật kỵ nước, được mệnh danh là Water Stealers, sand trout buộc phải tự tạo ra điều kiện sinh tồn cho giống loài của mình. Khi sinh sôi với tốc độ chóng mặt, chúng đủ lớn mạnh để hấp thụ toàn bộ nước của Arrakis, liên kết với các cá thể khác để cố định nước sâu trong lòng địa chất của hành tinh, tạo ra một khối nước ngầm khổng lồ không thể tiếp cận từ bề mặt. Và khi đó, chúng ta có một Arrakis cằn cỗi trong Dune. Nhưng tại sao người Fremen lại tôn thờ sâu cát đến thế, trong khi chúng đã biến quê hương của họ thành một xứ cát khô khan chết chóc, thậm chí còn là hiểm họa thường trực dưới mỗi bước chân của họ? Phải thừa nhận rằng, dù đã phá vỡ hệ sinh thái phì nhiêu của Arrakis trước đây, nhưng Sandworm vẫn đảm bảo điều kiện sống cho hành tinh. Và quan trọng hơn cả, sinh vật này còn là nguồn cung tài nguyên quan trọng nhất trong vũ trụ Dune, hương dược. Spamalend là dược phẩm giá trị và thiết yếu bậc nhất đối với đế chế. Nó mang đến cho người dùng sinh lực, nhận thức và lâu dài hơn là cả tuổi thọ được nâng cao tới tận 3 lần. Đáng chú ý hơn cả, hương dược có thể thức tỉnh tiềm lực của các cá nhân đặc biệt tùy theo liều lượng và cơ địa người dùng. Hay Guild of Navigators đều dùng hương dược tới mức cơ thể bị biến đổi. Nhờ vậy, khả năng điều khiển lộ trình du hành vũ trụ thông qua Warspace của họ vượt trội hơn cả. Nhờ các lợi ích về sức khỏe và trí tuệ, một vali chứa đầy hương dược có thể đổi được cả một hành tinh. Do đó, người giàu thường có nhu cầu tích trữ chúng để tiêu thụ. Quả thực, dù là một mặt hàng gây nghiện, nhưng hương dược chẳng khác gì vàng hay dầu mỏ đối với xã hội loài người chúng ta. Theo lẽ đó, nguồn cung duy nhất của nó được trân quý hơn bao giờ hết, chính sâu cát hay sâu xa hơn là hương dược đã giúp một tinh cầu khô khan ảm đạm như Arrakis được đế chế trọng vọng. Còn đối với người Fremen, ngoài các giá trị vật chất, sâu cát còn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của họ. Tỷ lệ thuận với cơ thể đổ sộ là tuổi thọ đáng kinh ngạc của Sandworm. Chúng có vòng đời hàng chục năm, người Fremen tin rằng đây là hiện thân của đấng sáng tạo Makers, hay gọi bằng một cái tên thiêng liêng, Sai-Hulud. Sâu cát làm chủ sa mạc, làm chủ cả hành tinh của họ, đào thải ra thứ mà họ coi là sản vật quý báu hơn tất thảy. Đặc biệt, cuộc sống của người Fremen phụ thuộc khá nhiều vào sâu cát khi họ phải duy trì thói quen sinh hoạt và sản xuất sao cho hòa hợp với chúng. Bởi lẽ, đây là loài sinh vật không thể bị thuần hóa, với những ai có thể cưỡi trên mình một con sâu cát đều sẽ mang sứ mệnh thiêng liêng dẫn dắt người Fremen. Và trong phần 2 của Dune, người nắm giữ thiên mệnh này chính là Paul Atreides khi anh điều khiển được sâu cát. Thêm vào đó, vũ khí của người Fremen ưa chuộng chính là Chris Knife, con dao được làm từ răng của một Sandworm đã chết. Được coi là khí giới thiêng liêng của người Fremen, việc sử dụng Chris Knife cũng phải tuân thủ quy tắc. Một khi đã rút khỏi vỏ, con dao buộc phải dính máu. Nếu người ngoại tộc tận mắt nhìn thấy Chris Knife, đồng nghĩa với việc con dao sẽ lấy mạng họ. Thực chất, vị trí của sâu cát trong tín ngưỡng của Dune còn được mở rộng hơn rất nhiều, cụ thể là đối với nhóm nữ tu Bene Gesserit, một thế lực có tầm ảnh hưởng tới cả thể chế chính trị lẫn quy chuẩn xã hội của đế chế. Bene Gesserit sử dụng thứ nước thần màu xanh, Water of Life trong các nghi thức tối cao của họ nhằm biến các nữ tu thành Reverend Mother. Và Water of Life cũng chỉ được khai thác ở Arrakis từ dịch mật của những con sâu cát mới trưởng thành bị chết đuối. Vốn dĩ, đây là một chất cực độc, nhưng bất kỳ nữ tu nào không chết sau khi uống Water of Life, họ sẽ được công nhận là một Reverend Mother, được nằm trong hàng ngũ điều hành của Bene Gesserit. Xã hội này chi phối người Fremen khá nhiều, khi tộc người tin tưởng tuyệt đối vào lời tiên tri về Mari, đấng cứu thế của họ, được khai sinh bởi một nữ tu Bene Gesserit, và trong Dune, đó không ai khác là Paul. Và đó là những tìm hiểu của Way Too Weird về Sandworm, loài động vật hùng mạnh bậc nhất trong vũ trụ của tượng đài khoa học viễn tưởng Dune. Với lịch công chiếu được ấn định vào tháng 3 năm nay, Dune Part 2 hứa hẹn màn cưỡi sâu cát của nam chính Paul Atreides. Hàn sinh vật khổng lồ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong thánh chiến của đế chế thiên hà. Các bạn có mong chờ phần tiếp theo của Dune không? Đừng quên để lại chia sẻ cho chúng mình biết nha! Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại! Way Too Weird, out!